Vì vậy học Phật chẳng phải là cầu phước báo nhân thiên. Cầu phước báo nhân thiên sai lầm quá đỗi. Cầu phước báo nhân thiên là phàm phu, chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi. Chứ vị nhất định phải biết, chẳng thoát khỏi luân hồi, chắc chắn ở trong thế gian này khổ nhiều vui ít. Vì sao? Thời gian lục đạo chúng sanh ở trong ba ác đạo lâu dài, thời gian trụ trong ba thiện đạo rất ngắn ngủi, tạm bợ. Đặc biệt là nhân đạo, mấy ai có thể thọ hơn 100 tuổi? Một trăm năm đúng là khẩy ngón tay liền qua, quá ngắn ngủi. Người tuổi trẻ chẳng giác ngộ, chứ kẻ trung niên sau 50 tuổi sẽ dần dần giác ngộ. Đời người khổ sở, ngắn ngủi, thật sự đến đây để làm gì? Gặp Phật Pháp mới biết nhân gian rất đáng quý. Đáng quý ở chỗ nào? Dễ tu hành, nhất định phải giác ngộ, nhất định phải buông xuống, phải nghiêm túc, phải nỗ lực tu học tịnh tâm. Đời sau đến thế giới cực lạc, thân cận A-di-đà Phật, như vậy là hoàn toàn chánh xác. Đời này quý vị chẳng uổng công đến đây. Vì sao? Đến Tây Phương cực lạc thế giới, chắc chắn quý vị có thể đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chứ trong thế gian này chúng ta không đạt được, rất khó. Đến thế giới cực lạc sẽ dễ dàng.